Mọi người, trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia dự án nhận 9 token trích mạng Polygon nhé. Để tham gia vào dự án này, mọi người hãy bấm vào link dưới phần mô tả. Sau đó nó sẽ ra giao diện như này và mọi người điền địa chỉ email vào. Rồi ok, tiếp theo chúng ta sẽ làm các nhiệm vụ. Ok, theo dõi trên Twitter này. Tiếp tục theo dõi này. Rồi, quay trở lại. Tiếp tục theo dõi trên Telegram này. À, trên Medium nhé. Cái này các bạn phải bật VPN lên nhé. Ok, bấm vào follow. Quay trở lại. Đây. Tiếp tục tham gia vào Telegram. Rồi, join vào đây. Quay trở lại, nhập địa chỉ ví Matic của các bạn nhé. Cái này là các bạn phải lấy địa chỉ ở trên ví MetaMask nhé. Ở trên ví MetaMask các bạn chuyển sang mạng Matic nhé. Ok, sau đó sao chép địa chỉ này, sao chép địa chỉ ví này. Rồi chúng ta quay lại, dán địa chỉ ví vào đây. Ok, bấm vào cung cấp. Xong, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong nhiệm vụ để nhận 9 token trích nhé. Đấy, còn đây là link giới thiệu bạn bè này. Mọi người có thể sao chép cái này đi giới thiệu bạn bè để nhận thêm token nhé. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.